thần Phật pháp, chia sẻ giáo lý. Thì cái bài này đó là đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý là trước khi chúng ta niệm Phật là cần phải đọc cái bài nào hay vậy? Tại vì bây giờ đó là phần đông đó, là trong cái số đồng đạo của chúng ta đó là y cứ theo cái người đi trước rồi làm, mình đi sau mình bắt chước làm theo thôi, chứ thật sự đã chưa có hiểu được như là cái chuyện đó như thế nào với sự nghiên cứu của mình, thấy chưa quý vị? Vì vậy cho nên bây giờ cái phương pháp niệm Phật của Đức Thầy đó chỉ dạy cho chúng ta đó là cúng xong rồi muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật nhiều ít tùy theo sức khỏe của mình. Vậy thì bây giờ sau khi như là mình cúng xong, Đức Thầy bảo mình niệm Phật, như vậy thì cái phương pháp niệm Phật Đức Thầy chỉ cho mình hai cách: một là niệm Phật theo thời khắc, hai là niệm Phật theo tứ hoài nghi. Nhưng mà thời khắc á thì Đức Thầy không bắt buộc, mà tứ hoài nghi là Đức Thầy bắt buộc, thấy không? Như vậy thì bây giờ coi như là cái thời khắc đó thì Đức Thầy nói giờ cúng xong rồi muốn niệm Phật cũng được, mà không niệm cũng được. Ví dụ như bây giờ sáng quý vị mình chuẩn bị đi chợ, mà bây giờ coi như là thức trễ quá rồi, bây giờ trong khi cúng xong mà bây giờ nếu như mà mình coi như là ngầu đó niệm Phật nữa rồi đi chợ nó trễ rồi sao? Vì vậy cho nên bây giờ coi như là khi chúng ta cúng xong rồi có thời gian thì ngồi niệm Phật, mà niệm Phật nhiều ít tùy tùy. Còn nếu như không có thời gian thì bây giờ trong khi đó coi như là mình đi vừa đi chợ mà vừa niệm Phật, thấy không? Thì cái chỗ này tự nhiên là cái chỗ quan trọng. Cho nên Đức Thầy mới nói quan trọng trong cái chỗ là Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi cho thời khắc. Chỗ này là bắt buộc à, bắt buộc coi như là giờ nào coi như là chúng ta cũng phải nhớ sáu chữ. Còn cái vấn đề mà chúng ta cúng xong rồi trong khi đó muốn niệm Phật cũng được, không niệm Phật cũng được. Ví dụ như bây giờ có đoạn khác Đức Thầy nói là đến ngày rằm 29-30 muốn đi chùa cũng được. Như vậy là mình muốn đi cũng được mà không đi cũng được, đó là tùy. Có cái chỗ muốn cũng được mà không muốn cũng được à. Vì vậy cho nên trong khi đó chúng ta khi ngồi niệm Phật rồi, đồng đạo coi như là đồng đạo nghĩa mới hỏi qua cái ý. Vậy thì bây giờ trong khi trước khi niệm Phật chúng ta đọc cái bài mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đỏ xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến long qua. Vậy thì bây giờ phần đông giờ anh bảy ai coi như là cũng coi như là đọc cái bài này đúng không, đọc cái bài này hết. Như vậy thì cái bài này trong khi đó coi như là chúng ta coi như là nguyện cái bài này cuối cùng của cái câu đó là soi đường minh thiện đến long qua. Có nhiều người ta thắc mắc, ta nói bây giờ tôi niệm Phật nặng mà tôi giảng sanh cực lạc ha, còn cái này là soi đường minh thiện đến long qua là tôi không chịu về long qua, cho nên không chịu, không không chịu. Nhưng mà ở nơi đây đó tất cả chư quý vị mình được biết đó là cái bài này, xuất xứ của cái bài này là Đức Thầy cho cô Ký Giỏi ở tại Bạc Liêu. Bởi vì cô Ký Giỏi đó là Đức Thầy quan sát trình độ căn cơ của bà Ký là không có được đủ điều kiện, không đủ nhân duyên, và tinh thần của bà không có phát tâm mạnh nặng mà giảng sanh về cực lạc, nên Đức Thầy mới cho cái bài này cho bà cô Ký, thấy không? Thưa chưa quý vị, vì vậy cho nên ở nơi đây qua cái đoạn này là có nhiều người thắc mắc là tại sao coi như là đồng đạo của chúng ta trước khi niệm Phật lại đọc bài này, là tại vì trong cái bài này Đức Thầy cho cô Ký đó thì trong khi đó là chỉ nói qua cái bản tánh và cái cuộc đời trình độ tu của cô Ký tới mức độ đó thôi, chứ không có về Phật được. Mà bên cạnh đó thì ông Ký Giỏi ông tu sao quy y sao mà Đức Thầy cho ông Ký Giỏi cái bài Hào Quang Chư Phật ở mười phương đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy biết được trình độ căn cơ của ông Ký, mặc dầu là quy y sao nhưng mà cuối cùng ông Ký Giỏi ổng ăn chay trường luôn. Còn bà Ký Giỏi đó nghe là bà không có ăn chay trường được, ăn chay 4 ngày cho đến lúc như là bà có như làm chung luôn, không ăn chay trường được luôn. Như vậy bây giờ không ăn chay trường được làm sao về Phật được? Cho nên Đức Thầy vốn biết được như là trình độ căn cơ của bà Ký,
Vậy đó mà cô ký nghe, có lần nọ tôi lên trên Hòa Hảo đó, lúc đó nghe anh em đồng đạo ngồi bu quay nhóc chân gì nè, đông lắm, mười mấy hai chục người. Bà dõng dạc nha, bà đứng lên bà nói đức thầy không cho ăn chay trường, mà tại sao mấy ông ăn chay trường? Bà dám khẳng định mà nói vậy đó. Có cái ông đó mặc nguyên cái bộ đồ đen râu tóc nha, ông giảm dở, ông vô song song vô là tính coi như là để mà coi như là cự cãi với coi như là cô ký đằng này cản ra. Nó thôi thôi bây giờ bà nói làm sao nói, mặc dầu bà nói như vậy nhưng mà thật sự bà cũng là một người như là được gặp đức thầy trong lúc đó, có nhân viên như vậy. Vì vậy cho nên lúc đó ở tại chiếc cửa tủ định lúc đó có tôi mà, vì vậy cho nên trong lúc đó bà mới giỏng giạc, bà nói là đức thầy không cho ăn chay mà tại sao mấy ông ăn chay. Cho nên trong khi đó là bà coi như là quyết định bà cuộc đời bà ăn chay 4 ngày cho đến tắt thở luôn, cho nên làm sao giải thoát được. Vì vậy cho nên đức thầy mới vốn biết được trình độ căn cơ của bà ký, mới coi như là viết ra cái bài này để mà cho cô ký rồi ban tu thư ban hoằng pháp á, mới nương vào trong cái tiêu đề này là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, có cái chữ niệm Di Đà mới đặt cái tiêu đề gọi là niệm Di Đà. Rồi trong khi đó mới để vài chữ lót ở dưới á, tiếp theo đó bài này do nơi đức thầy viết để cho tín đồ trước khi niệm Phật để mà đọc. Chứ thật sự ra coi như là cái bài này đâu có phải coi như là đức thầy viết cho tín đồ mà đọc trước khi niệm Phật đâu, mà tại vì ban tu thư ban hoằng pháp mới viết ra coi như là trong cái đoạn đó là vậy. Rồi bây giờ chúng ta coi như là nương theo coi như là mấy cái đoạn chữ viết nhỏ 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 dưới đó rồi bắt chước, mà trong khi đó trước khi niệm Phật mới đọc cái bài đó, chứ thật sự đâu không có. Cũng như như là trong cái bài sứ mạng, cái bài sứ mạng đức thầy viết đó, trong khi đó là có mấy cái cuộn chữ nhỏ dưới để coi như là bài sứ mạng này do chính tay ngài viết. Như vậy thì bây giờ cái bài sứ mạng chính do tay ngài viết rồi, bây giờ đồng đạo chúng ta cũng đọc bài sứ mạng do chính tay ngài viết. Rồi có nhiều khi coi như là đồng đạo hoặc giả là ngoại nhân hoặc giả là tôn giáo bạn gì kia, ta nói ủa cái bài sứ mạng này do chính tay ngài viết là chính thánh thủ thánh bút của đức thầy viết. Vậy thì bây giờ bốn quyển ai viết ta? Rồi bây giờ thi văn giáo lý ai viết? Như vậy thì bây giờ trong cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý không với ai mà dám đặt bút vô viết một chữ, thêm vô một chữ ra một chữ là chính của đức thầy không? Mà tại sao bài sứ mạng này lại có mấy cái dòng chữ đó là bài sứ mạng này do chính đây ngài viết? Cho nên tôi coi như là nói với cùng đồng đạo, ai có đọc bài sứ mạng bỏ mấy chữ này ra đi, đừng có đọc, đọc coi như là sanh nghi cho người ta, chứ đâu có lợi lạc gì đâu. Tôi chứng minh cái điều đó để chứng minh cái bài mà mắt nhìn trần đỏ nó cũng vậy đó. Cái bài mắt nhìn trần đỏ không phải coi như là đức thầy viết ra để mà cho tín đồ trước khi niệm Phật để mà đọc, mà tại vì mình đọc thì đọc, chứ thật sự ra đức thầy nói rõ trong nguyên văn trong quyển 6 đúng không? Nguyên văn trong quyển 6 cúng xong rồi muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ đức thầy có bảo mình đọc cái bài nào đâu, đâu có bảo mình đọc cái bài nào. Rồi mình tự đọc rồi bắt đầu mình sanh nghi, mình nói đọc cái bài này chắc gì Phật không được, không, tự mình sanh nghi đó thôi. Ai muốn đọc thì đọc, đúng không? Cái chuyện này coi như là đức thầy đâu có bắt buộc, mà cũng không phải bắt như là mình đọc cái bài đó. Ví dụ như bên đạo Phật, đức thầy để lại 12 bộ kinh và nói ra ba cái bộ kinh tịnh độ, là một là bộ kinh A Di Đà, hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ, ba là kinh Vô Lượng Thọ. Đức thầy đâu có bảo như là đọc cái bài nào. Vậy nên mà trong đó là tất cả các coi như là tăng sư mới chế ra cái bài đọc trước khi niệm Phật. À, chú khai chủ trường thủ trì nhất bá bát diệt tội đẳng hà sa diễn ly tam đồ khổ, rồi xích sắc biến liên qua ái hạ thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, rồi dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Thì bây giờ ở bên nhà thiền ông nào vô như là cũng đọc cái bài đó đang niệm Phật chứ, mà ông Phật lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có bắt buộc đọc cái bài nào đâu, mà mấy cái ông này tự chế ra bây giờ coi như là trước khi niệm Phật phải đọc cái bài đó. Rồi cái bài này cũng vậy, trong khi đó như là tự chế ra, trong khi đó chúng ta nghĩ vậy là tự nhiên đọc đó. Vì vậy cho nên ở nơi đây đó là đức thầy không có bắt buộc anh bạn, không bắt buộc đọc cái bài này, còn chúng ta muốn đọc thì đọc, còn không đọc thì thôi. Chứ còn bây giờ cái chuyện đó coi như là không có quan trọng đó, không phải chứ quý vị. Mà quan trọng là quan trọng cái gì? Quan trọng trong lúc mà mình niệm Phật đó, là quan trọng có mình có thành tâm hay không đó mà, không
Quan trọng trong cái chỗ đó là quan trọng trong cái lúc mình niệm Phật, trong khi đó là niệm Phật là phải chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới ứng niệm lơ là Phật chứng vào đâu với người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu giấc cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên chúng sinh muốn Phật dứt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nhưng khi nghe ai có lời xin Phật thêm động tánh bi tình như là mẹ thấy con mình lâm tai. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Còn Đức Thầy cũng nói cho chúng ta biết đó là gìn giới cấm sửa tâm ô tạp. Niệm Phật đó, thì phải dẹp lòng tà, thấy không? Niệm Phật là phải dẹp lòng tà. Rồi nếu mà chúng ta niệm Phật mà trong khi đó mà không dẹp được lòng tà, thì bây giờ quý vị mình có niệm bài nào đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì, phải không? Mà quan trọng trong lúc đó mà niệm Phật có thành tâm hay không. Cho nên niệm đầu thì Phật đuôi ma, mà đuôi ma đầu Phật có hiện ra đủ hình. Mà niệm như thế đó là uổng công trình, sẽ không thể được kết tinh như lòng. Như cây nai nhổ mai trồng sẽ không thể có trái bông mà dùng. Còn chỗ khác coi như là cũng nói cho chúng ta biết cái cách niệm Phật tâm như trong chống giữa trời. Phật thời một niệm con mơ niệm má, rồi các việc xấu nhớ ra chết trước hết, kế tay chân buồn bực bỏ mê, rồi ma buồn ngủ trả về. Phật có niệm đến khó mê phủ vào, thì không cần hỏi ông nào cũng biết niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Niệm như vậy tất nhiên là không thành công. Như vậy thì bây giờ không cần phải đọc bài nào, mà muốn đọc thì đọc. Ví dụ như muốn đọc bài Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập, lục nhãn ức nhất thập nhất nhãn cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi hỗ độ chúng sanh A Di Đà Phật, thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta trước khi niệm Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc giả là đọc cái bài này, tất nhiên là niệm 36 chữ 37 chữ. Như vậy là 37 chữ cũng được hay là niệm 6 chữ cũng được, mà niệm 6 chữ tất nhiên là mình niệm tự lực, mà niệm 37 chữ tất nhiên là niệm tha lực, niệm 6 chữ tất nhiên là niệm chân thân của Đức Phật A Di Đà, còn niệm 37 chữ tất nhiên là niệm quá thân của Đức Phật A Di Đà, chứ đâu có khác gì đâu. Như vậy là quá thân của Đức Phật A Di Đà đó là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu đó, là ở đây là quá thân của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì bây giờ để khế hợp lại hai cái bài, một cái bài mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa muôn đạo hồng quang quay Đức Phật. Cái bài mà là mắt nhìn trần đỏ đó, trong đó có câu là muôn đạo hồng quang quay Đức Phật. Thì bây giờ cái câu muôn đạo hồng quang qua Đức Phật với cái câu bài 37 chữ là 1:7. Bây giờ cái bài 37 chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc là Nam Mô tất nhiên là chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà ở bên cõi Tây Phương, là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc. Thế giới tất nhiên là cái thế giới của Tây Phương Đức A Di Đà coi như là làm chủ. Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh viết Cực Lạc, là từ đây qua bên hướng Tây là có 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Đó là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Rồi tam thập lục vạn ức là 36 vạn ức, nhất thập nhất vạn là 11 vạn, cửu thiên ngũ bá là 9500. Như vậy là tam thập lục vạn ức là 36 vạn ức, 11 vạn, 9500. Như vậy tất nhiên là tính ra là 36 triệu tỷ, 11.9500 các vị Phật. Nhưng mà nó còn một cái số, nó còn một cái số lượng để mà trong khi đó coi như là mình còn tính được, còn số tính. Nhưng mà đứng về cái phương diện qua cái câu là muôn đạo hồng quang quay Đức Phật là không thể tính đếm. Muôn đạo hồng quang tất nhiên ở đây là muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, là cái quay của Đức Phật, là muôn đạo hồng quang là cái hồng quang của Đức Phật A Di Đà, là thời Phật mi giang tứng tốc bạch tức phóng bạch hào, là ở nơi cái lông mày trắng của Đức Phật A Di Đà là tức phóng bạch hào, đại nhân tướng quang phân dị bá vị tứ thiên chi. Có nghĩa là nơi chân mày trắng của Đức Phật A Di Đà nó phóng ra một cái đạo hồng quang, mà một đạo hồng quang coi như là nó tỏa ra 48.000 cái đạo hào quang, mà mỗi một cái đạo hào quang đều có một cái hóa thân của Đức Phật. Như vậy tất nhiên là một cái đạo hào quang có quá thân Đức Phật là quá ra 48.000 đạo hào quang, 48.000 cái quá thân của Đức Phật. Như vậy tất nhiên là để mà cứu độ chúng sanh khắp mười phương thế giới. Rồi chỗ khác như là trong kinh lại nói A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh chiếu đẳng luân, bạch hào tất nhiên là cái lông mày trắng á, quyển chuyển ngũ tu di, há mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang Trung là cái lông là Quang Trung, tất nhiên là cái lông mày á, lông mày trắng của Đức Phật. Quang Trung quá Phật vô số ức, như vậy là Quang Trung quá Phật là cái quá thân của Đức Phật là vô số ức. Còn hồi nãy còn tính đếm được là 36 triệu tỷ hen, 11 triệu 9 ngàn 500 nè, là Đức Thầy còn nói là tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, tất nhiên là cùng một danh cùng một hiệu, A Di Đà Phật, là chỉ con Phật A Di Đà. Nhưng mà quá thân, quá thân như vậy tất nhiên là quá thân tới coi như là 36 triệu tỷ 11 vạn 9 ngàn 500, mà coi như là quá thân ra như vậy. Như vậy mà còn trong kinh lại nói là Quang Trung quá Phật vô số ức nữa kìa. Tất nhiên là không thể tính đếm, quá Phật là quá thân của Phật vô số ức. Rồi quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, có nghĩa là quá ra tất cả các vị Bồ Tát, không thể nào mà tính đếm. Như vậy thì bây giờ ở nơi đây qua cái câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi A Di Đà Phật, chỉ có một ông Phật A Di Đà thôi mà quá thân như vậy đó, để mà độ khắp cả các chúng sanh trong mười phương thế giới. Như Đức Thầy nói qua câu trong quyển nhì là A Di Đà Phật từ bi không, Đức Thầy nói là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc thiện lành, đang tìm kiếm những người hiện đức. Cho nên bây giờ coi như là năm châu thế giới, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, chỉ bất cứ ai tu pháp môn tịnh độ đến khúc lâm chung đều có quá thân Đức Phật đến rước hết. Đó tất nhiên là qua câu là muốn đạo hồng quang qua Đức Phật, đâu phải là giữa. Như vậy thì bây giờ qua cái câu mắt nhìn trần đó niệm Di Đà nguyện giá thân này khẩu độ sa môn đạo hồng quang qua Đức Phật, với cái câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, hai cái này giống nhau, không có khác. Vậy thì bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm cái chân thân của Đức Phật, là tự lực, là tự độ cho mình. Còn niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức là niệm coi như là cái quá thân của Đức Phật, là tha lực để độ cho khắp cả chất chúng sanh. Cho nên có câu sau là phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật, là mình nguyện tha lực. Như vậy là mình niệm Phật không phải coi như là mình tự độ cho mình, mà người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi là gió thượng thiều. Cho nên bây giờ chúng ta vừa niệm Phật cho mình mà vừa coi như là nguyện độ cho khắp cả các chúng sanh. Như vậy thì bây giờ qua coi như là cái câu của đồng đạo nếu lên hỏi qua cái ý là mắt nhìn trần đó niệm Di Đà nguyện giá thân này khỏi độ sa môn đạo hồng quang qua Đức Phật sau đường linh thiện đến long qua, thì bây giờ nếu như chúng ta muốn đọc cũng được mà không đọc cũng được, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng trong cái chỗ là mình niệm Phật mà có được thành tâm, có được chí tâm hay không. Nên Đức Thầy cho chúng ta biết ao sen báo Tây Phương đua nở nó chờ chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, là mình quan trọng chí tâm đó thôi, chứ còn cái chuyện đó là mình có đọc không đọc thì cái chuyện đó đâu có quan trọng gì, không? Mà khi chúng ta vào đọc cái câu đó là một lượt, hai lượt, ba lượt, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc hoài đi chăng nữa, mà khi vô trong cái thời niệm Phật của chúng ta mà không đem chỗ là mới nhất tâm thành tâm rồi, thì bây giờ đọc cách mấy đi chăng nữa cũng không bao giờ kết quả. Còn vấn đề mà về hậu long qua hay về cõi Phật thì bây giờ cái chỗ này do nơi cái tâm nguyện của mình, chứ đâu phải trong khi đó mình đọc gì trong khi đó về hậu long qua, hay là mình nguyện trong khi đó tôi muốn về cực lạc mà mình không muốn đi rồi sao tới anh vậy, thấy không? Bước đi tới một bước dừng bước cho mòn gót chưa từng tới đâu. Ví dụ bây giờ ở trển tôi muốn đi xuống đây thì nhất định trong khi đó là tôi đi là phải tới, còn không có nguyện như vậy đó hen, tôi đi dọc đường bạn bè gì đủ tập chỗ này tập chỗ kia tôi tập rồi đâu tới đây. Thì bây giờ ở nơi đây coi như là về hậu long qua hay là về Phật thì bây giờ cũng do nơi cái câu Nam Mô A Di Đà Phật của mình mà chúng ta có cái nguyện là đi tới. Ví dụ nghe, ở đây ví dụ nhân cách quá chứ không phải tôi kêu quý vị đi Sài Gòn nghe. Ví dụ bây giờ là 300 ngàn mua vé Cà Mau Sài Gòn đúng không, mà mình nó là cầm trọn vẹn coi như là tôi muốn đi Sài Gòn thì bây giờ 300 ngàn này sẽ đi tới Sài Gòn đúng không. Cũng đồng thời coi như là ví dụ như mấy đệ này 300 ngàn mà trong khi đó không muốn đi tới Sài Gòn, đi tới Long An hoặc giả đi tới Cần Thơ, rồi trong khi đó không muốn đi tới Sài Gòn làm sao tới, đúng không? Vì vậy cho nên bây giờ cái muốn của mình tất nhiên đó là cái nguyện vọng. Bây giờ muốn giảng sanh về cực lạc, dầu cho đọc cái bài đó là sôi đường minh thiện đến long qua, đọc tới đọc lui đi, đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa mà chúng ta cũng vẫn tới. Ví dụ như bây giờ lên chiếc xe Cà Mau mà ai về đâu có chiếc xe Cà Mau này nó không chạy tới Sài Gòn mà nó chạy tới ngã ba Trung Lương, bắt đầu có nó tẻ rồi nó tẻ xuống Mỹ Tho. Nhưng mà mình có quyết định mình đi Sài Gòn á, ông có ghé về Mỹ Tho đi chăng nữa tôi cũng nhảy xuống nữa,
tôi nhảy xuống tôi đi Sài Gòn mà tôi đâu đi Mỹ Tho đâu, mà ông trong khi đó ông quẹo đường này tôi đâu chịu đi. Ví dụ đó nghe, ví dụ như mình có cái nguyện giảng sanh thế giới cực lạc rồi, thì bây giờ ví dụ như mình có về hội Long Hoa nha mấy chị, mấy cô mình, mình cũng có nguyện anh Bảy, tôi nguyện về giảng sanh về cực lạc. Thì bây giờ nếu có rớt hội Long Hoa rồi, bây giờ mình cũng như là bây giờ tôi không ở đây nghe, bây giờ coi như là tôi nhất định tôi về cõi Phật, thì mình coi như là niệm Phật, mình tu tới nữa thì về Phật chứ có gì đâu. Như vậy thì soi đường minh thiện đến Long Hoa là phương tiện cho mình coi như là ở đó nghỉ chân. Ví dụ như bây giờ xe Phương Trang nó chạy tới coi như là cái trạm nó dừng chân cho mình nghỉ, mình ăn uống. Thì rồi bây giờ trong khi đó xe nó nói bây giờ ai có đi về thành phố nhảy lên xe đi ngang. Thì bây giờ nếu như mình ham cái là mình có vé cái đi về thành phố, mình lên xe đi nữa. Còn cái người nào mà không muốn nó thần ơi, bây giờ cái trạm Phương Trang này ăn uống đầy đủ thôi, tôi ở đây thì tôi không cần đi. Thì ở đây chứ có gì đâu, ở Long Hoa. Thì đây là phương tiện thôi, ví dụ vậy thôi nghe. Thì bây giờ hậu Long Hoa tất nhiên là cái phương tiện anh Bảy. Phương tiện cho mình coi như là đến đó. Nhưng mà đến đó chưa có phải đến đó mà dừng, mà chúng ta còn phải tu nữa. Chính vì chỗ này cho nên Đức Thầy mới viết trong cái bài Sứ Mạng á, khi mà chúng ta về hậu Long Hoa rồi chúng ta gặp được Đức Phật Di Lặc, thì gặp Phật Di Lặc rồi sao? Kiến diện bậc chân sư, gặp được Đức Phật Di Lặc, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Thì bây giờ khi gặp Đức Phật Di Lặc đã thiết qua ba trạng thiết pháp rồi, thì bây giờ trong khi đó là mình khai ngộ về Phật luôn chứ còn gì nữa vậy. Như vậy thì Đức Thầy mới nói qua câu này là vui về xem hội hậu Long Hoa, là Đức Thầy lập cái hội Long Hoa. Nhưng mà Long Hoa tiên Phật đáo ta bà là có tiên có Phật, mà khi có tiên có Phật khi đó là Đức Phật Di Lặc mà giáng thế. Thì chúng ta nghe qua coi như là ba tràng thuyết pháp là chúng ta về Phật luôn chứ còn gì nữa giờ. Như vậy là chúng ta không có nghi cái bài này nữa gì chứ thôi, mà chúng ta có cái nguyện về Phật rồi thì nhất định giảng sanh về Phật. Hơn nữa thì Đức Thầy quyết định đưa chúng sanh mình về Phật là quyết đưa chúng về nơi non thú, là đưa về Phật, nhưng mà tạo lư bằng là cái cảnh đại thượng quân ngõ hội quần tiên là tạm phương tiện vậy thôi. Nhưng mà chúng sanh mình đó là nhất định Đức Thầy nên là đưa chúng sanh về Phật hết à, chứ không có như là phương tiện vậy. Nhưng mà tạm vậy thôi, tất nhiên là đưa về cái hội Long Hoa để cho chúng ta coi như là ngơi nghỉ, giống như là cái trạm Phương Trang vậy đó, để chúng ta coi như là nghỉ ngơi, coi như là trong đó coi như là như vậy đó. Rồi sau chúng ta tiếp tục nữa thì chúng ta về Phật luôn. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói qua câu đó là mong bá tánh vạn dân giải thoát ha. Mong bá tánh vạn dân giải thoát hết, tất nhiên là không còn phải luân hồi sanh tử nữa mà. À vì vậy thôi, bây giờ ở nơi đây qua cái đoạn này chúng tôi coi như là cùng với quý vị bàn thái coi như là nó cũng hết để mà chúng ta ráng tu, ráng coi như là hành đạo. Thì bây giờ nếu nói qua vấn đề hậu Long Hoa cũng không phải dễ dữ nha. Thưa chị quý vị, nếu thiếu đức không thành chánh quả cũng được đưa qua cõi thượng quan phải không? Sống ăn nhàn với tuổi muôn sinh, không bệnh tử, không làm ác bệnh. Như vậy thì nếu chúng ta không có được đầy đủ viên mãn cái công đức mà về Phật được, thì bây giờ chúng ta sống được đời thượng quan. Mà khi sống được đời thượng quan rồi, chúng ta coi như là tu tiếp tục nữa, tất nhiên là cái công hạnh của mình ráng coi như là bồi dưỡng công đức. Thì bây giờ từ cái cõi mà đời thượng quan lên cái cõi Phật gần rồi, giống như từ đây lên Sài Gòn đi tới Long An rồi, từ Long An lên thành phố còn chút nữa tới à. Còn mình từ đây lên Long An nó xa lắm, cũng như từ đây về cái đời thượng quan rất là xa, nhưng mà từ Long An coi như là về thành phố rất gần, cũng như là coi như là đời thượng quan về cõi Phật gần lắm, thấy không? Thì chứ quý vị, từ đó là chúng ta coi như là tu tập mà được thành Phật rất là nhanh. Thôi thì chúng tôi cũng trình bày đến đây, cũng xin hết ý và xin trả lại cho vấn chủ, và xin kính chúc cho quý vị được vui vẻ và được tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn mà Đức Thầy cho chúng ta biết là kiên trinh mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan giả trở này, vàng đá bao khoen cân nước lửa. Trong mong bữa tiệc khai thiên địa tuần hoàn gom một mối, thì phạm trần giảng kiếp kiến bồng la, và đến đây cũng xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.